đông người, ý là đang dịch bệnh mà đông người ghê luôn. Cảnh mát ghê luôn nè. Ai có thời gian đi ra ngoài đây nha, ngắm mát nha, mát lắm. Đông con người ngồi kìa, nghẹt hết trơn. A Di Đà Phật, con xin chào thầy. Bữa hết bữa cô kia hả? Hả? Vậy? Bữa cô 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 hamburger? 어디인데? 없었는데? 봤어? Dạ cảnh đẹp lắm thầy. Nhưng mà đông người quá con không dám lại mấy cái chỗ đó, đi đi vòng vòng ở ngoài thôi.